Đây nè anh em nào biết cái vụ này không? Cứt bột trắng tươi luôn nè, gian chắc nhưng mà cố gắng lắm. Giờ lửng mất 3-4 cái vậy đó. Rồi, lửng cũng xin chào quý cô chú anh chị em và hội đam mê săn bắt nha. Thì hôm nay lửng tới ngày đi thăm bẫy gắn nha mọi người. Thì cái luồng bẫy này lửng đặt cũng được 3-4 đi thăm được 3-4 lần rồi. Thì sẵn đó lửng cũng xin giới thiệu mọi người luôn là đầu nghề của lửng thăm bẫy gắn hôm nay nha. Đây, hành trình của lửng đi thăm bẫy gắn hôm nay gồm có mấy chục bọc lúa nè mọi người. Đó, lúa này lửng đem theo để dành bổ sung cho chuột nha. Đây là hai cái túi lưới. Với lửng bắt thêm 20 con chuột nha. Đó, thì mình thăm ba mấy 40 cái bẫy đó, bắt thêm 20 con chuột là được rồi. Rồi bây giờ xin mời mọi người cùng trải nghiệm đi thăm bẫy gắn với lửng nha. Thì đầu video lửng cũng xin chúc mọi người và họ anh em mâm săn bắt được nhiều sức khỏe nha. Rồi để đi đến cái bẫy đầu tiên là lửng quay chia sẻ nè mọi người cùng xem giải trí cho vui. Ở đây thì lửng đặt được có hai cái mỗi chỗ lửng đặt được 1 cái 2 cái thôi nha mọi người. Nói chung là mình đặt xa xa ra thì cũng nhờ anh em chia sẻ kinh nghiệm đó, thì lửng cũng mới biết đặt, kết quả nó cũng không được nhiều quá nên mọi người xem clip cũng thông cảm cho lửng nha. Tại vì lửng mới ra nghề khoảng chừng nếu mà clip thì hẳn là lửng đăng được 5-6 clip vậy hả, chứ chưa có nhiều nha. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu đi thăm bẫy mọi người. Rồi bây giờ tới cái bẫy đầu tiên nha anh em. Bẫy đầu tiên thì lửng đặt đây, lửng đặt trong cái này lửng đặt được 2 cái. Cái bẫy đầu tiên của lửng sao thấy đợt này nó dạt ra nhiều chứ ta. Rồi còn chuột luôn. Sao cái bẫy mình lôi tới ta? Cái đầu tiên lượn quay luôn nha anh em. Rồi, không có rồi sao? Sao đợt này nó trống dưa mình đặt mút trong này mà. Không ra dện nó lôi nữa ta. Hôm nay lượn cái bẫy lượn đặt là không có dính con dện nha mọi người. Cũng có sảy nhưng mà cái bẫy lượng làm nên nó chưa hiệu quả hay sao á, mà nó cứ xài nó cứ lôi tới à, nghi à, nghi à. Đừng đặt đây, giấu đây nè, đừng đắp kính mít luôn, nhưng mà cuối cùng lôi ra tới đó là nghi là chỉ có một dệm nó vô thôi. Để lượng coi coi có bị gãy gai bẫy gì không. Thì cái bẫy đầu tiên ở chung chuột của lượng giờ nó nhờ một số anh em ở trên Tây Ninh nè, thì cũng cảm ơn Cường nha, Cường Trọng với mấy anh em cũng chia sẻ cho mình một chút xíu kinh nghiệm nè. Nói chung là mỗi anh em chỉ mỗi người ít, cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ cái đầu tiên bị đạp dẹp này. cái này là bị đạp hay bị sao mọi người. Nói chung giờ mình cũng không biết trả sao, thôi mình cứ đặt đây tiếp, giờ mình neo lại nha. Đây mình đặt kỹ thế này nha, đó, để coi chiến sao còn sao nha mọi người. Nếu sao mà có vấn đề nữa là mình cuốn nha, tại vì sợ như có người thăm á. Rồi tới đây lượng có 1 cái nữa, là chỗ này lượng đặt 2 cái, 2 đầu. Lúc trước ở đây á cũng có anh em ta giăng lưới gắn á mọi người. Cái này sao giờ thông thỏng người ta. Mấy phân hết hướng gì luôn à. Chuột còn luôn. Rồi. Đúng ra mấy cái này mình phải về mọi người. Về tới một chút đi. Cho nó dạng chỗ này lượng cũng dính 3-4 con rồi. Rồi, tới đây lượng con cái nha anh em. Tại đây cặp mới lộn, sát mới lộn. Lượng ngồi dưới bóng cây nè. Rồi lượng mới núp lượng đặt con cái ngay chỗ này. Không thấy phần thấy vướng gì chân thật. Nặng vậy, quá nặng luôn mọi người ơi. Hy vọng là hô hành nha, hô hành là chắc được hành dứt nặng lắm. Ôi ơi, bánh mì, bánh mì chà bá luôn em ơi. Đây trời ơi, bánh mì này bích lụp luôn. Nổ mì này chắc 7-8 đạn cái đầu nó nè. Ghê. Rồi
được một con nha. Rồi lên gấp máy mình tiếp sát bên lộ luôn. Đó, mọi người nghe xe chạy. Lấy cái bẫy khác mình vô đặt. Rồi, tay lượng chỉ này, con cái nữa nha mọi người. Thì nãy dính được con ngựa đầu tiên á, thì cũng mong là mã đáo thành công nha. Rồi tới đây là lượng nãy lượng mắt con cái nữa rồi. Nên lượng không có quay luôn. Bây giờ cũng phóng qua đây lượng thăm cái này coi sao. Lượng đặt cái lưới hái rồi mọi người. Thứ hai là có hàng. Rồi nhắn hối còn luôn, con chuột còn luôn. Rồi để lượng bắt con ngựa này ra luôn nha mọi người. Bắt ra lấy hên này. Hy vọng là dính con ngựa đầu tiên là má đáo thành công nha. Nói chung là lượng đặt thì nó cũng dở lắm. Nói chung là nó cũng chưa có kết quả nhiều đâu. Thì cả dính được như dính nha mọi người. Mọi người xem clip cũng thông cảm cho lượng nha. Tại lượng mới ra nghề đó. Nói chung là lượng mới đặt nên cũng nhát bắt gắn lắm. Nhưng mà bắt chị cho nó an toàn đi anh em ơi. Mấy con này thì nói chung là nó cũng không có độc. Nhưng mà mình bắt cho nó cẩn thận. Bắt cho nó cẩn thận an toàn là được rồi. Với phần YouTube bây giờ nó khó lắm. Con này ra hơi bự không? Đó, cũng được anh em ơi. Con này cũng được 6 lạng, 6-7 lạng cho lên. Rồi con này gắn cái nữa rồi anh em ơi. Ngày hôm qua lượng bằng hai con gắn kia. Trứng thông luôn. Ngon ghê luôn. Trứng con ngựa ăn béo dữ lắm nha anh em. Anh em nào mà chưa biết ăn, ăn thử trứng con ngựa. Rồi con này có chữa nữa rồi anh em ơi. Cái bụng ốc nóc luôn. Đây là con đầu tiên nha, má đáo thành công. Hy vọng là bữa nay được vài ký nha nè. Rồi lượt máy đi tiếp. Rồi ngay đây lượng con cái nè. Chuyến rồi là đứng thăm có ông chủ nhà với ông giữ bò. Nhưng mà lượng thăm là lượng thăm rồi. Mất rồi thôi. Rồi còn chuột luôn em ơi. Mấy chỗ này đặt ra thấy nó hiu quá. Nãy giờ lượng rút hai cái nên đi làm nghề này là vậy đó. Người ta thấy đặt bẫy người ta làm như người ta không ưa nên lượng nhìn thái độ người ta thấy người ta không thích thôi lượng rút đây. Không rút thì cũng mất. Rồi nãy lượng thăm cái này là cái thứ 8 rồi đó, mới được con hô ngựa anh em ơi. Sao mà lượng đặt dở dữ không biết nữa. Hello. Giờ lượng chỉ quay cái máy cắm xuống ngay chỗ cái bẫy thôi nha nè. Nãy giờ lượng mất cũng mấy cái à. Nhưng mà mất là thôi lượng không có quay. Bọt á. Nói hoài cũng vậy. Đây con cái. Ê, nặng nặng anh em. Hy vọng không hành đây. Ôi giời ơi, hổ ngựa nữa anh em ơi. Chuyến rồi dính con ngựa con, chuyến này dính con ngựa. Ngựa này con ngựa này chắc cũng được. Nước ký anh em ơi. Rồi, đây con này con thứ hai. Nếu họ lưng ra lưng ấp máy lưng bắt luôn. Nay nắng lên lại, ngựa nó chạy quá trời anh em ơi. Để lưng bắt con ngựa này ra luôn anh em ơi. Đây, cái khúc đường cũng chỗ cũ đó. Chỗ này hồi chiến rồi lưng cũng bắt con ngựa ở đây nè. Cái chân trống lưng thấp lắm nên không có thấy được như này. Không có quay cao rồi. Còn lại con này con ngựa cái luôn mọi người. Con cái hay người được. Sáng vợ lượng chỉ quên. Này nó còn thứ hai nữa. Hai con này chắc được ký ngoài rồi đó. Mấy con này thấy anh em ta cũng nói nằm trong danh sách đỏ gì đó. Nên cũng hạn chế. Quay cho nên quay mình cũng né né chút.
ra luôn. Vậy mình cũng né né chút anh em. Hai con bằng nhau luôn. Đây. Hai con này chắc được. Con này giống hai cái, hai con đực ha. Hai con đực quá anh em. Con mới dính nhỏ thôi. Rồi được hai con vậy nè. Đi tiếp. Rồi, dưới này lần đặt con cái nè. Với lần lên tới đây lần đặt thử con cái nè. Vậy lần xuống lên thăm nha. Ở đây mọi người ơi. Ở đây có ông nào mà đặt cắm câu gắn hay cắm câu ếch gì nha. Đây. Hy vọng coi có con gì không. Nặng nặng vậy. Nặng lắm. Trời ơi, bánh mì nữa. Trời ơi. Bánh mì khổng lồ luôn em ơi. Nè. Rồi, hai con thôi gì. Đây một cái đầu. Đây một cái đầu. Có con à. Đây có con nè. Trời ơi, bánh mì mập. Rồi, hôm nay vô bánh mì rồi em ơi. Trời khổng lồ luôn. Hồi lớp mấy ở đây gần nhà người ta lắm. Rồi đây được con nữa. Rồi theo hướng tay lượng chỉ nha, vô này lượng có hai cái nè đó. Ngay chỗ cái bờ đó lượng vô tới chỗ lượng quay nha. Rồi, bên đây lượng có một cái hy vọng. Hy vọng có hàng anh em. Sẽ nghĩa gì? Chú còn không? Rồi chú còn luôn. Đây lượng con cái nữa, góc này lật đặt hai cái này mà hai cái nãy giờ lượng thăm cũng được mười mấy cái, dính được ba con nữa. Hy vọng cái này lượm con hàng khủng khủng quá. Rồi thấy đuôi chuột luôn. Trời ơi, dính hành nhỏ xíu chuột cắn chết ngắt mà. Trời ơi con hành. Anh em có nổi không? Hết lúa rồi. Rồi lần gấp máy lần đặt lại nha. Con này lần thả luôn chứ bắt gì. Thả chỗ khác để hồi nó vô nữa. Bị chuột xử banh chành hết trơn. Rồi tới ngày tay chỉ có con cái nè. Nãy giờ lần thăm cũng được. Mười mấy hai chục cái à. Đây. Biết có hàng không? Nặng vậy. Nặng gì à? Ui ra. Trời ơi, con ngựa nữa anh em ơi. Bánh mì vàng tươi luôn. Con này con cái hay con đực nhìn mà đẹp dữ. Ôi cái đầu nó bự. Đây nè anh em. Quay đầu đây rồi, đó. Chỗ. Đây. Rồi, hồi lần gấp máy. Tí nữa lần quay bắt hai con ngựa này luôn. Hợp máy đặt lại cái bẫy xì cua nha. Rồi nãy giờ lượng cũng thăm xong rồi anh em ơi. Giờ lượng còn hai con ngựa với con hành nhỏ đó, lượng bắt ra. Lượng bắt ra lấy bẫy lượng đi đặt lại nha. Nè lượng rút hết bẫy luôn rồi. Tại vì hướng đó lượng thấy có đồng nghiệp đặt rồi, thứ nhất thứ hai nữa. Là thăm hai chiến rồi nó không dính con hành nào luôn anh em. Ở thăm hai chiến dính hành nhỏ không à, không có hành gì nào luôn. Đó, giờ lượng rút hết luôn. Thăm mấy cái nè. Lần gúp hết luôn. Giờ lần chừa vào cái bẫy mới này, lần đi qua luồng mới lần đặt. Còn mấy cái bẫy cũ lần đặt luồng bên đây. Đây. Có mấy cái này còn chuột, cái mấy cái này hết chuột. Bây giờ lần bắt nè, con hành nhỏ này ra thả luôn. Chứ để trong này hòn chuột nó cắn chết.
Đây con ngựa khủng đây. Ngựa này chắc tầm 7-8 lạng, nặng lắm. Đây con. Còn nữa. Con nằm đâu đây? Đây. Con này mới khủng nhất nè. Rồi, Lân bắt ba con này ra rồi Lân lấy bãi xi cua Lân đi đặt lại luôn nha. Rồi, Lân bắt hai con này ra nè em ơi, bắt con hàng nhỏ này thả đi. Sáng giờ thăm còn chuột luôn nè. Tạm thời Lân đi đặt lại. Chiến thành ngựa không anh em. Con này cũng ra thả thì con này không chưa tới 1 lạng nữa. Nhưng mà hồi này khắc quá rồi. Bắt cho nó có mùi chứ không xanh rồi. Nó xui luôn. Con ngựa này chà bá luôn anh em. Ngựa này mới đặt xuống là dính luôn sao. Bắt về cho nó an toàn lên mà. Dàn tươi đã thì thúi bà cố con ngựa đi trước dữ hết chưa ra mà táp chèn cho nó ăn con chưa ra về đi cho anh dễ bắt. Rồi anh em ơi, gắn này có 3 ký mấy. Trời ơi, nghĩ sao mà vô gắn không ngựa không à. Một gắn nó phê bó tay lên em ơi, 2 mấy cái bẫy nè. Trời ơi, ngựa này bự anh em, ngựa mặt. Rồi hay là ngớp máy đây. Bây giờ Lân cũng xin kết thúc video luôn anh em ơi. Kết thúc video bẫy gắn hôm nay là Lân được có 4 con. 4 con ngựa, con hành nhỏ à, Lần thì nói chung là nó thiệt là cũng 7 gắn chưa có gành á, nên thành quả nó cũng không được nhiều, nên anh em xem clip cũng thông cảm nha. Đó. Anh em xem clip thấy vui thú vị thì là cho Lần xin một like nha, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh Lần càng ngày càng phát triển nha anh em. Rồi giờ xin chào, hẹn quý cô chú anh chị em những video tiếp theo nha.